Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Bác ơi, nay em lại ở nhà bốc thuốc cho bệnh nhân này các bác này. Thế là có cháu nó gọi điện, nó bảo thầy ơi, tôi bị cái chứng bệnh viêm gan B ấy, gan A, gan B mà đi khám để đi xuất khẩu lao động là không đi được. Họ bảo bị chứng bệnh viêm gan rồi. Thế là điện cho tôi là để cắt thuốc đây. Đấy, thì tôi ở nhà tôi hôm nay là đang bốc thuốc gan cho cháu nó đây các bác này. Đấy. Trong tất cả chúng ta nhé, những ai không may mắc chứng bệnh liên quan về gan các bác nhé, như viêm gan A, gan B, gan cổ trướng các bác nhé, thì hãy xin liên hệ ngay qua số điện thoại cũng như là số Zalo tôi có để ở trên kênh nhé. Đó là số 0976972618 các bác nhé, để được tư vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân 63 tỉnh thành trên cả nước về chứng bệnh về gan các bác nhé, nói chung liên quan về gan. Đấy, tôi đang bốc thuốc cho bệnh nhân gan này, cứ mỗi một liệu trình các bác nhé, uống 10 thang một tháng các bác, 10 thang một tháng, uống xong nhé, uống xong chúng ta đi khám lại. Đây, tất cả bao gồm những cái vị thuốc các bác này, tôi lấy ở từ ở trên rừng về đấy, nó phải nhiều nhiều thứ nhé, kết hợp lại mới tạo thành một thang thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh gan các bạn, bệnh gan nói chung. Nhưng mà hôm nay tôi đang bốc ở đây ấy, là cái bài thuốc trị viêm gan B nhé, trị viêm gan B cho bệnh nhân. Đấy. Trong tất cả chúng ta nhé, các bác là không may nhé, có ông bà cha mẹ, cô dì chú bác hoặc bạn bè bị chứng bệnh nhé, không may mắc cái chứng bệnh về gan đấy, thì các bác cứ hãy liên hệ qua số điện thoại em để ở trên kênh ấy nhé, đấy, để được tư vấn miễn phí, tôi biết đến đâu tôi sẽ giúp đến đó các bác ạ. Đấy, cũng có rất là nhiều bệnh nhân đã sử dụng về cái bài thuốc của nhà thuốc chúng tôi cũng thấy bớt bệnh rồi đấy. Thì trong chúng ta ở đây có những ai dùng cái thuốc gan hoặc là thận đấy, cũng như là xương khớp rồi các thứ trĩ dạ dày đại tràng của nhà thuốc chúng tôi ấy, nói chung vân vân cảm hàn các thứ đã khỏi bệnh rồi, thì hãy xin để lại lấy bình nhé, để lại lấy bình ở trên kênh các bác nhé. Đấy. Đây, tất cả đây đấy, xong xuôi là 10 thang các bác, một liệu trình các bác nhớ cho em 10 thang đấy, cứ mỗi một thang uống 3 ngày đấy, 10 thang là uống 30 ngày, 30 ngày các bác nhé. Cứ một thang chúng ta đem về rửa sạch sẽ đi, rửa sạch sẽ đấy, bỏ tầm 2 lít nước nhé, chúng ta đun sôi khoảng tầm 10-15 phút đấy cho nó chín, nhừ cái thuốc này nhé, chúng ta uống uống thay nước lọc nước trà hàng ngày. Đây, trên tay của tôi đây các bác này, đã là hoàn thiện xong một thang thuốc rồi nhé, thang thuốc chữa trị bệnh viêm gan B các bác nhé, viêm gan B này. Tất cả những cây thảo dược nhé, thảo dược cây thuốc ấy là tôi lấy ở trên rừng về đấy, để kết hợp lại tạo thành một thang thuốc đấy các bác nhé, tạo thành một thang thuốc đấy các bác nhìn này, đã thành một thang thuốc rồi. Cũng mong rằng là cho tất cả bệnh nhân nhé, bệnh nhân trên cả nước đấy đã tin dùng thuốc của nhà thuốc chúng tôi ấy, cũng mong rằng cho nó hợp thời hợp thuốc để khỏi bớt bệnh đi các bác ạ. Không khổ lắm, nói thật sự là đã bệnh thì khổ rồi, gọi là có bệnh thì phải tứ vương, mà có bệnh phải tứ vương. Bệnh nhân bảo là đi viện rồi nhưng mà cũng không 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 được thầy ạ, tức là cũng có dùng thuốc tây rồi nhưng mà không được, đi khám lại vẫn không thấy có kết quả gì, vẫn không ổn. Đấy. Thầy cố gắng giúp con với, và vâng, thì tôi biết đến đâu thì sẽ cố gắng giúp đỡ đến đấy thôi. Nói về cái cây thuốc nam này này, để nói cho đúng ra là nó mà hợp với ai là người thì cũng được các bác. Cũng có rất rất chỉ là nhiều nhé, rất chỉ là nhiều bệnh nhân để dùng thuốc nhà thuốc chúng tôi rồi thấy hợp thuốc cũng được. Có người thì người ta còn nhớ đến thì lại còn gọi điện hoặc nhắn tin để cảm ơn. Và cũng còn có rất chứ là nhiều bệnh nhân kiểu là cũng bận ấy, uống xong được khỏi rồi thì cũng
bận nó cũng chẳng có thời gian gọi điện nhắn tin gì cả. Đấy, cũng chẳng sao cả. Đấy. Cho nên qua cái buổi video này này của nhà thuốc nhé, thì tất cả những các bác, các cô, dì, các cháu lâu nay đã dùng thuốc nhà thuốc chúng tôi mà đã khỏi ấy, những bệnh gì thì cũng để lại nhé, để lại lời bình ở trên kênh các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, đấy. Những các thứ thuốc bao gồm đấy, đấy các loại cây thuốc này, đấy, các loại cây thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gan này các bác này. Đấy, các bác nhìn cho em này, nó không phải một vài vị đâu các bác, không phải một vài vị, đấy, mà nó bao gồm rất là nhiều nhé, bao gồm rất là nhiều thứ được kết hợp lại nhé, thứ ít thứ nhiều, tức là tôi bốc thì nó cũng quen tay rồi, thứ nào nhiều thì mình nhiều, thứ nào ít mình ít nhé, không phải là thứ nào cũng đều như thứ nào đâu các bác ạ, không phải thứ nào cũng đều như thứ nào. Đấy. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác nhá.